chuẩn như mình 3 ngày giảm 2 kg người lại khỏe khi cơ thể bạn lấy mỡ làm năng lượng thì bạn khỏe mạnh này vui vẻ không thèm mặn đường không thích ăn quá nhiều vì chính vì vậy bạn tập thêm thể dục thể thao nhé bạn chắc chắn sẽ có một niềm vui bất ngờ đấy